Xin chào quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi Một Chân. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Phi đến thăm lại hoàn cảnh của cô Lan ở Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cô Lan mà vừa rồi Phi có chia sẻ cô bị tạt axit, một trận đánh ghen kinh hoàng đó quý vị. Thì mọi người cũng có thắc mắc là tại sao cô ở một mình, chồng con có đâu. Thì kính thưa quý vị là cô Lan là cũng chưa không có chồng con nha mọi người. Hiện tại cô đang sống một mình, mẹ của cô thì cũng mất rồi. Ok, Phi đang có mặt tại nhà của cô Lan. Hôm nay trời mưa cũng rất là to luôn. Quý vị cũng đã thấy mọi trời mưa rất là to. Phi chạy vô đây cũng ướt hết trơn rồi. Ok, mọi người cùng Phi vào thăm cô nha. Cô Lan, con chào cô nha. Dạ. Dạ, cô đang làm gì đó? Cô đang làm gì đó? Cô ở đằng nhỏ chứ đang không gì? Con thấy cô đóng cửa mà ngó vô thì không thấy. Hả? Con cho con đeo cái mic nha. Ờ. Ở đây nè. Cần giữ nó trường hả con? Rồi. Nó còn ướt hết trường hả? Dạ, ướt hết rồi. Ui, vừa ra thôi ấy. Rồi cô bị thần kinh tọa rồi đau nhất cả người đúng không? Đang chắc có người là hết, rất hết người. Thì nay có gửi cho cô một cái lon sữa canxi, bổ sung canxi, uống cho nó khỏe. Đây lon sữa này. Đó, lon sữa này là của cô Vân gửi tặng. Thì con gửi cho cô một lon này để cô uống cho khỏe. Cô ăn chưa chưa? Cô ăn chưa rồi. Ăn chưa rồi hả? Ăn sớm vậy? Ý là cô ăn miếng và rồi phóng không có đồ miếng nó ăn nó rồi con mới ăn xong đó hả? Con mới ăn xong. Bây giờ cũng 11:30 rồi. Trời mưa quá rồi cô có làm gì không? Mình mưa có rồi vậy đó, cô có nhờ vậy đó chứ có làm cái gì cho nó có. Rồi cô ăn cái dụng nó ướt cho nó tọt nó ướt rồi không? Có cái bóng đèn không bật lên cho nó sáng quá hả? Cái dưới nhà tiên không? Ở trên này. Cái tên hả? Dạ, không quý vị thấy cô đi đó là cô phải tự mò mẫm rồi cô đi. Cô bị cách đây cũng 23 năm rồi nên mọi cái sinh hoạt nó diễn ra một cách rất là tự nhiên và thành một cái thói quen đó mọi người thấy cô phải mò mẫm đi mò cái chứ không cái đồ cô nó đi cái tóp khinh cậy là cô đây là cô đập cái đầu vô tường là bình thường đó cái đầu của cô là mốt dài này đập thế cho đại đi đây con này quý vị thấy cái đầu cái trán của cô là nó mốt một khúc chỗ này đây đó. Ok hôm nay cô có phải không? Thì cô đúng là nó nhắc biết là người cô nào này cô ốp cô dò biết vậy đây này cô ốp cô nói từ từ tí cho mọi người nghe cho rõ tí tại vì cô nói cũng khó nghe mà cô nói nhanh nữa nên mọi người cũng nghe rất là khó. Nói thì cô cũng đa hết cả người gì đó không đa nhắc hết cả người này người nó ốp biết vậy tối độ cũng nàng nó ốp biết vậy đây người ốp biết người ốp biết vậy đây đa nó nhắc hết cả người nó cò cái tay này lẹ nó nhấc nó được phải vị nó ra nó nhấc hết này nhấc mấy hả nhấc cả người nữa hả nhấc hết cả người này cái này cái từ động đấy nè trời động là trời chuyển là cô nhấc nhấc hết cái này nhấc thì cần lắm có người nó thì cô đỡ không được cô đập đập không nhận là mấy là nhấc hết thì quý vị cũng đã thấy cô Lan cái môi của cô là nó bị kéo xuống được cái cổ cái thịt chỗ này nó kéo xuống. Nó rỉ như vậy này con này nó rỉ dài rồi là nước miếng là nó cứ ra liên tục ăn uống cũng rất là khó khăn mỗi lần ăn á là cũng đổ lên đổ xuống mọi người rất là khó. Rồi cái lon sữa này là cô pha được không? Được chứ. Đây là chín nước sôi tí thiệt rồi con pha thử cho cô một ly cô uống thử ha. Được cô lo được tiếp của mấy anh cứ nấu quá mấy anh canh sao hả? Mấy anh canh cứ nấu canh để này, để con khui ra thử chứ hơi cứng này. Lấy gì khui lấy cái chìa khóa hả? Ấy là đi xuống lấy cái đồ tại để con lấy cái chìa khóa con khui ra nó hơi cứng nhá. Trời mưa ở nhà mình có bụng con cô về cái làm cái đấy còn mưa cho rồi rồi trời mưa mà trời tối là còn biết là tối cô. Ủa mà sao cô nghe cái giọng của con là cô chạy lên hả? Cô ở dưới rồi cô đóng cái cửa cô nghe thì ai nói thì phải cô đi coi cô nghe là cô biết con liền hả? Cô biết con rồi cô chạy lên lấy cái gì đi không con? Dạ đi lấy được cãi hơi vừa ấy thì khó vậy đi lấy cái giòn rồi hả? Được rồi.
Cái này không đi có cái muỗng đâu mà người ta. Cái lon sữa này rất là tốt nha cô. Này à, sữa này, sữa máy á. Không có muỗng, à có cái muỗng. Có gì chứ? Ừ, có cái muỗng đây. Mỗi lần đổ mấy muỗng ra cái gì, thằng nó có thẳng cái gì à? Cô hửi để thơm không? À, đây đây. Ờ, thơm cái đi. Thơm không? Ngon. Sữa này là sữa tốt đó cô nha. Ờ, có cái muỗng đây. Ờ, có muỗng đó. Mỗi lần cô uống là cô làm 5 muỗng như vậy nha. 5 muỗng luôn hả con? Dạ. Hả? 5 muỗng. Ờ, 5 muỗng vậy, đổ vô đây, đổ nước sôi vô. Dạ, 5 muỗng rồi cô đổ đây để... Ờ, đại đại hen. Ờ, đại đại cho. Có muỗng đó là cô tự cô mò cô uống ha. Ờ. Đây, cái đó. Đây trong này là nó để 5 muỗng này. Bây giờ trời mưa gió thế này cô ở một mình như vậy có buồn không? Cô buồn cái lắm chứ. Buồn lắm hả? Ừ, tối nó buồn cái lắm không? Tối buồn lắm hả? Tối họ hoặc nhà mẹ lấy họ đám sữa được đó. Mình cô có người lấy lại có niệm Phật mới được cô ngủ. À, buổi tối cô niệm Phật hả? Ừ, tối đó có cơ cho Phật đó, cô niệm Phật, cô niệm Phật đó, lấy cái cô. Dạ. Chứ cô buồn cái lắm. Thì mọi người xem cái clip vừa rồi đó là cũng hỏi chồng của chồng con cô đâu sao không cô để ở cô để cô ở một mình. Thì cô là cũng không có chồng con. Từ cái lúc mà cô bị nạn đến nay là cũng 23 năm mà cô sống một mình. Lúc trước là có mẹ cô nữa nhưng mà mẹ cô là mất cách đây 10 năm rồi. Thì lúc đó là hai mẹ con của cô là đều bị tạc axit mọi người. Thì đó thì có một người phụ nữ đánh ghen đúng không? À. Lúc đó là của đem một cái ca axit rất là to mới sáng sớm là cô tới của tạc hai mẹ con luôn. 4 giờ sáng. Dạ. À, cái hồi đó là cái cô đó là đã là vợ của cái chú đó chưa? Bà theo đó. Bà theo chứ chưa có cưới vậy hả? Bà theo đi làm giòn đó không á? À. Theo là cái chạy giòn với nhau vậy đó. Cái chú đó là đi để vào. À. Ờ, cái cô kia cô đó là theo cái chỗ đó cũng chưa có cưới hỏi gì. Cưới gì giờ không có cưới hỏi gì, bỏ có chồng, bỏ chồng nó theo ảnh hả? À, bỏ có chồng bỏ theo ông đó. À. Là cô lúc đó là cô không biết hả? Cô không biết là bỏ theo hả? Cô đâu biết đó. À, cô là lúc đó là cô cũng không biết là chú đó theo cái cô kia. Dạng như chú đó là cũng đẹp trai chứ, đúng không? Là mình cũng không biết là mình theo. Đó, thì trong vòng hơn một tháng là cô quen chú đó, trong vòng hơn một tháng là cô đó biết hả? Ờ, có một thóng cái máy là cô đó mình ở dưới nha. Thế rồi lại con lại bò đó con kìa. Ừ, nó trẻ nó ngồi đi. Tại sao cô đó biết nhờ cô? Không biết đòn thôi, ít quá hiểu nè, gái. Ngay xa này thì hậu cô ấy đi qua thống từ cô gì thì theo kêu có người dẫn đi tới. Có gọi thì nên dẫn đi tới. Nói vậy. Dẫn đi cưới hả? Ừ, dẫn đi tới nhà chị ấy. À, có người dẫn cái cô kia tới nhà chị? Ừ, chỉ vậy. Ngay đó kia cô gọi tên kia. À, nếu mà biết như vậy chắc là mình cũng quen với cháu đó làm gì vậy? Ừ. Trời ơi, một cái vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Khi mà cái lòng ghen tuông của người phụ nữ kia đã cao độ đấy, lúc cao độ thì cái cô kia cũng không có kiềm chế được bản thân rồi cũng đến hại cô Lan thế này. Thì cái cô đó là lúc đó là đi tù 20 mấy năm đúng không? 23 năm đó rồi. 23 năm là bây giờ là cô đó là chắc là về rồi đúng không? Đây hai qua năm nữa rồi gì kia không biết. Chắc là về rồi, bây giờ tính đến hiện nay là 23 năm rồi. Ừ. Nhưng mà chưa chắc là cô đó ở 23 năm là sẽ có những cái đợt mà ân xá của nhà nước chắc là cũng... Thôi chứ tổ kêu là ở nhà con chị đó con á. Là kêu bỏ 19 năm tù, cái kêu tự bỏ là không có tử hình được á. Không có tử hình hả? Đi ra không có tử hình chứ không có tử hình, học tử hình rồi. Dạ. Cái vua cho bỏ thêm là 4 năm tù nữa, là 23 năm. 23 năm. Ừ, vua cho 4 năm tù nữa là tổ nó kêu bỏ cái ổn mà con chị ở bên núi đó. Lúc đó cô Lan còn trẻ rất là xinh đẹp đúng không? Thì đó thì cái gì quá không nói vậy đâu, có kêu có còn cái trái đó không, người không như vậy, nó tỏ nhạy rồi tỏ kia chứ không còn biết tôi không còn biết lại là tỏ tiếp cái tỏ nó kêu không, người không như vậy, nó kêu còn cái cô cháu đó nói còn nghe không tỏ
ấy là tổ ổn ăn thì rồi chứ thôi cô không tọt nước rồi, thôi không tọt nước lạnh. À, sao không tọt nước sôi mà không tọt nước lạnh? À, mà để tọt ở chiếc, à, kêu tọt cho cô Sáu, nó nói vậy. Tọt ở chiếc cho cô Sáu hả? À, kêu là cho cô Sáu, phật phật thì ông ấy, à, nói vậy. Cho cô Sáu là cô thưa không theo ông đó nữa. Ừ, nói vậy, bảo lần lại chứ không được. Một cái tội ác rất là lớn mọi người. À, ừ. Tự nhiên cướp đi cái cuộc sống, lấy đi cái cuộc đời của một người như cô thì đó là một cái tội ác rất là lớn, nhưng mà lúc đó là pháp luật Việt Nam nó không có tử hình. Thì đó là tội ổn thì không có điện tử hình, chứ tội là nó do là 4 năm tù nữa nó còn. Dạ. Tội ổn kêu ổn 19 năm tù mà. 19 năm tù mà sau đi là tòa nó xét thêm 4 năm nữa là tù. Họ xét đi là điện đó luôn, họ không do là 4 năm tù nữa. Thêm 4 năm tù nữa. Tự là kêu ổn luôn, tử luôn, nó nếu luôn mà. 23 năm tù thì chắc là giờ cô đó cũng về rồi. Mà cô biết cái cô đó ở đâu không? Ừ, ở đâu là Tiên Lãnh, Tiên Phước gì đó. Tiên Lãnh, Tiên Phước gì đó hả? Tiên Lãnh, Tiên Lãnh. Cô còn... Bà này thì bà lớn rồi, bà này cái cũng là bà mười mấy rồi. Bà mười mấy tuổi rồi hả? Ừ, bà lớn tuổi hơn cô, em gió luôn mà. À, bà lớn hơn cô nhiều luôn? Ừ, bà lớn hơn cô ấy. Bà lớn hơn cô mười mấy tuổi luôn đó? Ừ, bà lớn hơn cô nhiều lắm. Thôi ok, hôm nay đến thăm cô Lan thì con cũng gửi thêm cho cô một ít tiền để cô để dành cô ăn uống, cô uống thuốc ha. Thì con sẽ gửi cho cô một số tiền rồi gồm có vợ chồng của anh chị Công Phẩm ở bên Mỹ là gửi 1 triệu. Con cũng tích ra 1 triệu của anh chị Hải Liên ở bên Mỹ. Con tích ra 1 triệu của cô giáo Tây ở Anh Quốc, và chị Phương An ở Hưng Yên ủng hộ cho cô 100.000, và con cũng tích ra 500.000 của anh Luân Trần. Thì hôm nay con gửi cho cô tổng số tiền là 3.600.000 ha. Đó thì đây 3.600.000 đây, 1, 2, 3, 6 tờ. Đây đây là mấy tờ 500 này, còn đây là một tờ 100.000. Có đếm này được không? Thì cho lái, cô lái còn thôi cho đếm gì. Thì đang tay hay không? Dạ, này là 500 thấy đó. Dạ, đổi cho 3 triệu rưỡi đó. À, 3 triệu rưỡi đó. 3 triệu rưỡi với đây chắc là 100 này, là một tờ 100 này, 3.600 này. Dạ. Thì hiện tại là cô Lan là uống thuốc hàng ngày của Huyệt, phải không cô? À, cô uống thuốc hàng ngày rồi đó con. Uống thuốc hàng ngày thì cô là giờ cái thân hình của cô, cái cơ thể của cô là nó đau nhất mỗi khi trời chuyển. Rồi ăn uống cũng rất là khó. Nên người to quá nên ngồi nó hơi ồn đó quý vị, không biết có nghe rõ hay không. Cô giữ tiền cẩn thận nha. Dạ. Để cô nói tôi cái ấy, phải đáp tôi tin, có ơn tất cả anh chị em vậy đó, có làm hỏi thăm thì anh giúp đỡ cho cô. Để cô có ra điều kiện uống thuốc, ăn uống ở tại nhà thì cô xin thành thật cảm ơn. Dạ, dạ. À, còn cái lâu sữa của cô Bích, cô Vân, cô Bích Vân gửi, thì con gửi cho cô cái lâu sữa này ha. Và cô uống để cho nó khỏe xương. Tôi đi cắt ở đâu đó rồi. Con gửi cho cô. Dạ. Bây giờ cô ở trong nhà thì cũng một mình rất là buồn. Buổi tối là cô có bật điện không? Cắt hả? Cô bật điện ra khó. Cô bật cho nó sáng không? Tại người cạnh có họ lo, cái bật cạnh ta khó cho nó dư, chứ mình không thấy cái họ thấy nó khó nó dư. Tới bây giờ cô không thấy nhưng mà phải bật lên cho nó sáng, cho nó vui. Còn tắt có đèn. Tối quá là nó cũng buồn. Nàng xuống mới thấy được cũng... Rồi lâu lâu cũng có người tới thăm cô chứ hả? Mấy cái đi dịch đi thì họ nghĩ tới có cái tầng xóm tới. À, con hỏi cái chú mà hồi xưa cô theo đó là chú đó có đến thăm cô không? Năm này còn á, con ấy còn á. Mà là ông tới lưu ông định ý đó, họ chỉ đòi đám này rồi này kia con nè. Cái lúc mà mẹ của cô còn á là chú đó vẫn tới. Cái là mẹ có chỉ ở kia, ngày đừng có tới lưu gì nữa hết để cho sự quan tâm giúp đỡ yên mà họ nuôi nó, chứ mà cứ là nuôi kiểu thì họ kiểu nuôi nó ông tao có dốc vô dốc vừa được dốc cà chửi rồi giấy chứ cái ông như thế nữa ông tới nữa ông còn ở lòng cái đó ông thì không tới ông ta tới không cho tới nữa
Cái làm gì để lúc đó mẹ của cô có thấy không? Có thấy mọi người hay không? Hả? Có thấy mọi người. Có thấy mới, có thấy sao? Thấy sao? Có thấy mọi người là phiêu phiêu á. À, mẹ của cô là bị cũng bị tạt axit nhưng mà con mắt là thấy mờ mờ. Có thấy con mà gọi là cho cô á. Mẹ của cô là cũng bị bỏng như vậy luôn hả? Ít hơn đâu cô chứ. À, mẹ. Thì gọi là cô là cô nằm ngoài, lại là nằm trong. À, mẹ của cô là nằm giường trong. Ấy là một cái giường. Một cái giường. Cô là cô nằm ở phía ngoài, cô nằm ở trong. Cô nằm ở ngoài, mẹ nằm phía trong. Cô đông đó mấy hẳn nào có còn thương mẹ. Như là mẹ của cô là bị nhẹ hơn cô. Ý là hồi đó cô nám đó con ấy, cô dung á, nám là nám. Hồi nãy cô định rất là nám, tát cô tới về thế này đi. Tát cô dài hả? Ừ, tát cô tới dưới đi. Đi lắm, xinh gái lắm, em đó. Xinh gái lắm hả? Cô rố rồi, con là nó ra. Bây giờ cô còn cái hình nào lúc trẻ không? Không. Không có hả? Thì xưa tại vì để đi giường nó con nó hút trơn luôn á. Con thấy nó hút cái trơn, rồi còn vừa chiếu vừa mình, còn nhỏ thì nó hút cái trơn, không có gì. Dạ, như vậy là hồi mẹ của cô còn sống là cái chú kia là vẫn đến nhưng mà mẹ của cô không có cho. Mà cô cái chú đó là có gần đây không? Trên kia. Trên kia hả? Còn bên tay á. À, bên tay khu tay á. À, còn bên tay á, còn đây hơn á. À, bên đây khu này khu đông bên kia khu tay. Còn bên này còn bên đông. À, rồi chú kia là cũng có gia đình rồi chứ hả? Giữ ông không có giữ luôn. Hả? Không. Giữ ông ở ai dạy luôn. Ở dạy luôn chứ không có dạy luôn hả? À, chắc là cũng ấm ảnh quá rồi cũng sợ luôn đúng không? Giờ ông ở vậy rồi không có gì hết. Chú kia chắc bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Ông tuổi cô á. Tuổi cô hả? Tháng ấy tuổi. Bây giờ ông tuổi cùng tuổi với cô. Rồi. Thôi cô giữ gìn sức khỏe nha. Thì hôm nay cũng lặn lội vô thăm lại cô để gửi thêm ít tiền cho cô. Cô có rồi cô lo thuốc men, cô ăn uống. Bây giờ cô còn gạo ăn không? Dạ đây con có điều kiện thì coi á, con cứ kể là cô được tình hồn thì con không dành ái, con có ơn con ngay. Dạ dạ, không sao. Nhưng rồi nghĩ là con cố gắng nha, cô cứ kể là cô để có ai nữa tắm hoàng hà. Cô còn gạo ăn không? Ừ, bộ rồi, vừa là chùa họ cho. À, gạo là chùa họ cho. Chùa họ cho là ông thầy nó gửi nãy. Là mỗi tháng? Ông cho, tháng nào ông cho, tháng nào cũng cho 10 ký. À, mỗi tháng là bên chùa nó gửi về cho cô 10 ký. Tháng nào cũng ông gửi gì ra thì có người ta chở đi cho cô. 10 ký là người ta chở đến tận nhà cho cô luôn. Chở cho cô. Quan có đủ không? 10 ký gọi cô nói là ngào lâu là ôn gọi nó là 10 ký là qua được lâu á. Dạ. Cô ăn đủ, ông đang chịu nuôi mà. Dạ. Ông ăn đi, ông thả nữa ông ăn đi. Dạ, dạ. Để ông coi nghỉ. Bây giờ là cô nấu nướng cũng mò mò nó dạng như cô quen rồi đúng không? Thành cái thứ quen 23 năm rồi là cô. Ông có bữa cô chặt cái gì đó, tụt cái này nè chứ. Chặt cái đó. Chụt luôn cái tay luôn. Ừ, cái bữa nó nám rồi, tái qua rồi cô kia đó. Mấy hôm mà cô nấu bếp ga là cô quen tắt là cô bỏ cái tay vô là xèo cái tay cô luôn. Cái xèo cái nó phào cái cơ cô bỏ mất. Trái cái tay cô luôn hả? Ừ, cô lấy vào lửa cô tưới đi, cô cho nó nắng đi. Hả? Cô lấy vào lửa cô tưới đi đâu? Tự lấy lửa tưới đi cho nó khỏi phòng á. À, sao không lấy nước lạnh mà lấy vào lửa tưới? Nước lạnh nó còn thôi. Còn hả? Ừ. Cô lấy vào lửa cô tưới đây. Cô lấy lửa cô tưới nè. Ôi trời. Nó đá rồi. Mà bây giờ cô đặt cái đoạn nó có xèo cái tay cô liền vậy. Xèo cái tay cô liền hả? Ừ. Có phỏng không? Ừ. Cái dạ con túi liền thôi, lửa nó phỏng chứ mà nó tụt giấy rồi đi. À. Tụt cái cái ép ra cái liền. Rồi. Còn cái túi liền nó dạy con bây giờ chắc là cô quen rồi. Bây giờ cô nấu là quen rồi đúng không? Quen chưa? Thì có người cô cũng quen chứ cô, có người nó đà đào á, cô gửi nó đẹp. Thỉnh thoảng là cũng bị nấu là cũng bị lửa cháy. Ý là cô bị nó đà đạo ở trong hải đó. Yeah. Cô ngồi xuống lát, cô lấm cái này, cô quên á, cô chặt vô gì vậy. Lấm cái này, cái chặt vô rồi nó bị đi. Yeah. Bây giờ là cô ở một mình như vậy, không có ai chăm sóc thì cũng rất là bất tiện. Nhưng mà thôi, ráng chứ sao giờ. Cô có một người em trai hả, anh trai của rồi? Em trai. À, em trai của cô. Nó cũng còn khổ đó, nhỏ thì nó còn nó còn khổ, con nó còn hạ đó thôi. Yeah. Cô có một người em trai. Rồi, cô có một người em trai nhưng mà ở gần đây đúng không? Ở trong kia. Trong kia hả? Ừ, trong kia. Một người em trai nhưng mà cũng có gia đình rồi, cũng có mấy đứa con, cũng còn rất là khổ. Lo cho con ăn học, nên lâu lâu là cũng ra thăm cô. Lâu lâu thì cũng lo, nó lo. Dạ. Lâu lâu thì nó cũng lo làm gì đó, nó đi lo, nó nuôi con ngay hả? Dạ. Ở thầy hôm đó, con cũng thấy đó, nhỏ nhỏ đó. Lúc trước con thấy chú đó rồi. Dạ.
Rồi, lúc trước là con nhờ chú đó là đi làm sổ tiết kiệm cho cô đó chứ không? Ờ, đó là con đó, đó. Dạ. Thôi cô kia cắt tiền cho cẩn thận nha, có chừng rớt nha. Cô nắm này không? Ừ, có rớt không? Đấy. Có rớt tiền không? Không biết đâu, con nắm kỹ thôi hả? Rồi cô ăn, rồi ai mua giùm cho cô? Con nhờ hàng xóm vậy đó. À, nhờ hàng xóm mua giùm? Con nhờ trước họ đi chữ, họ kêu ăn gì rồi đó, thì không có cho. Ân ăn cái gì là nhờ? Cái gì dài, nó rồi nó luôn có ngày đòn á. Gì tới đó, cô dạy có thì có cái gì. Có bà bán cá dạo ngồi đường đó. Ờ, điều đó là cô có tử đó. Thì còn ối, cô đi, cô ổn tử. Con mắt của cô giờ nó có đau không? Mới nhắc là nó nhất ghê nhất hả? Mới nhắc nó con mà cô nhắc kể nó nhắc nghe 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 nhá, đậm nó nghe. Trong nó nhất cả người luôn đó. Ờ, cái chuyện con uống thì cô thoát ED luôn đó. Cái não cô nghe nó mệt quá đó, cô nghe nó đà đào ở trong hạt, nên cô kêu phải vô ra giường làm chí. Cái không làm là nên được phải vô ra giường làm chí. Các cô vô ngồi làm chí. Làm nhắc hết rồi, cái trời nó nhắc hết luôn vậy này. Nhắc nó gần, nó nhắc cô ngồi, cô đừng ngồi lại, cô có hết vậy đó. Nhắc hết, người chạy nó nhắc cả người đó. Ờ, nhắc hết cả người đó phải. Thì nó bị vậy, con nghe có bị gì nó nhắc hết. Dạ, dạ. Trời ơi, mưa hoài, cháu vậy. Thôi, thôi, con xin phép thì. Con xin phép con, đây thì. Dạ. Thôi, có gì đó là cô có được cái con nghe. Dạ, không có sao con. Thấy cô cũng rất là tội nên... hôm nay cũng đến thăm cô, nói chung bây giờ có nhiều người đến thăm chơi nói chuyện với cô thì nó vui thiệt. Có ai không, có ai đến không? Có gì tôi từ là họ đi lộn cái họ đi từ họ đây khó họ đây tôi đen họ gì đâu. Dạ. Ít ở đây ít có người ở ngoài lắm. À, ít có người đến thăm cô nói chuyện hả? Thì tôi biết là từ tận thì họ tới là người trời xí. Dạ. Còn mưa hơi thì họ gì họ ai họ ngủ sao đó tới. Bây giờ cô chủ yếu ở nhà rồi quanh quẩn rồi tụng kinh niệm Phật đúng không? À, niệm Phật. Dạ, niệm Phật vậy tới ngủ vậy rồi. Tối ngủ. Ừ. Dạ. Thôi cũng mong là cô có nhiều cái sức khỏe nha. Dạ. Rồi. Thôi con xin phép con đi ha. À. Dạ dạ. À, thì có gì đó là con kể nó cố gắng giúp đỡ dành cho cô thì kể cô anh nó sống ở nhà thì cô cũng ơn con nghe. Dạ dạ. Tiếp theo là cô cũng ơn con nghe. Dạ dạ. Không sao không. Cô còn cái ăn cái chữa này cô nhớ chưa? Năm muỗng này. À. Đó, cô pha 5 muỗng với lại một ly nước ấm. À, để cho cô nhớ. Rồi, mỗi sáng làm một ly để cho khỏe. À. Ha. À, ok, thì Phi cũng xin thay mặt cho cô gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho cô có thêm cái khoản tiền, có cái kinh phí thuốc men cũng như là ăn uống. Hiện tại cô sống một mình rất là tội nghiệp. Rồi. Phi cũng xin mến chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại.